Rồi, chàng trai trẻ chúng ta đã sẵn sàng chưa? Hôm nay mình sẽ có một cái clip phỏng vấn rất là thú vị. Đây là một bạn trẻ rất là giỏi, có kiến thức tốt mà mới lớp 10, 11 gì đó. Đam mê chụp hình nữa. Đó, thì thầy có cuộc trò chuyện với bạn này để tìm hiểu xem là trong một tháng qua bạn học ở đây thì bạn có những cái cảm nhận gì, cũng như là bạn học được điều gì, hay là bạn có cái thay đổi gì hay không. Rồi, xin chào em. Chào thầy và những người sẽ xem clip này, các anh chị, các phụ huynh và các bạn. Em cứ giới thiệu đi. Dạ, em tên là Sắc Phước. Em hết hè này em sẽ lên lớp 11 ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Tân Bình. Em học lớp IELTS của thầy Gia chắc cũng từ tháng 6, giữa tháng 6 cho tới bây giờ. Bây giờ là ngày 1/8. À, 1/8 là hôm nay, quay này là 1/8. Thì nguyên do vì sao em học IELTS và nguyên nhân vì sao em biết đến cái lớp này? Nguyên do em học IELTS là em dự tính là lớp 12 em sẽ đi học ở nước ngoài. Em sẽ đi du học. Và em cần một cái diploma, một cái bằng nào đó để giúp cho em có thể học được đại học hoặc là xin thêm học bổng. Thì là em có hai lựa chọn, hoặc là học IELTS hoặc là học đi thi SAT. Nhưng mà em thấy học SAT cần một cái khoảng thời gian nhiều hơn, trong khi thì cái khoảng thời gian của em thì hơi gấp rút, cho nên là em học bắt đầu học IELTS. Với lại là em nghĩ thêm là học IELTS sau này là cái bằng nó có thể chuyển đổi ra nhiều thứ, nhiều cái kiểu bằng khác, chẳng hạn như là CEFR, cho nên là học thêm này cũng thôi. Thấy không? Các bạn thấy chưa? Quý vị thấy không? Qua câu trả lời là biết em này là có đầu tư, tìm hiểu thông tin rồi nghiên cứu các kiểu. Này là cái kiểu con nhà người ta đó, đúng cái chữ mình hay nói là học giỏi quá, phải không? Con nhà người ta rất là lanh. Em này hiểu biết nó tốt nữa. Rồi, như vậy là ngoài nghiên cứu là học IELTS để có thể chuyển đổi này nọ thì còn muốn đi du học, thì em định đi du học nước nào và tại sao? Dạ, em thì ban đầu thì em dự tính là đi giao lưu văn hóa hết năm 11, rồi tới năm 12 thì em sẽ đi du học ở em định là sẽ đi thêm du học ở Mỹ, sẽ đổi cái dạng visa từ cái dạng J1 sang cái dạng F1. Nhưng mà rồi lúc mà em lên đại học thì có thể là sẽ có nhiều lựa chọn hơn, tại vì là lúc đó mà nếu ở Mỹ thì em còn có thể là đi những, nếu mà cái khả năng Anh văn em đủ tốt ấy, thì em sẽ có thể đi học thêm ở những nước khác, chẳng hạn như là Anh hay là Canada. Rồi, nói về cái khả năng Anh văn thì em cho quý vị khán giả biết là em học Anh văn được bao nhiêu năm, tự học hay là học ở trung tâm nào? Dạ, hồi em học Anh văn từ năm lớp 1 cho tới bây giờ là cũng 10 năm rồi. Ban đầu thì là ba em dạy. Thật ra là ba em là một người đi đi translate, một người interpreter và một người translator. Giống như là những cái hội thảo mà có liên quan tới cái ngành nghề ấy, thì là ba em sẽ là cái người mà đi dịch cái những cái bài mà những cái người giáo sư mà nước ngoài người ta nói ở trên bục giảng. Người ta nói một câu là ba em dịch song hành ngay một câu luôn. Cho nên là em nghĩ ba em có một cái khả năng tiếng Anh rất tốt và truyền cái đó lại cho em. Sau này thì em đi học ở bên Iowa và rồi học ở bên nhà của một cô giáo kia, còn bây giờ em học ở bên IELTS. Rồi vì sao em biết đến cái lớp này? Em biết được tới lớp này là bởi vì là mẹ em có nghe một người thân recommend ở bên IELTS và em đăng ký đi học. Rồi, cảm ơn người thân đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo là chúng ta đến cái quá trình học ở đây thì từ hôm em vào học cho đến hôm nay thì em có cái cảm nhận gì? Em cảm nhận là cái khả năng mà nghĩ về cái Anh văn mà về phần hàn lâm của em nó đã tốt hơn so với cái lúc mà em mới bắt đầu vào đây. Chẳng hạn như là IELTS thì nghe thì nó rất là khó, nhưng mà thực ra thì những cái mà mình học trong IELTS nó mang tính thực dụng rất là cao. Nó mang có tính ứng dụng trong thực tế, chẳng hạn như là làm writing test 1 thì là bắt buộc mình phải có cái khả năng phân tích về những cái số liệu, dữ liệu, rồi đưa ra những cái hướng nhận định và thậm chí là đôi khi là còn phải đưa ra predictation nữa. Cái nghĩ là những cái đó là những cái sẽ giúp mình sau này nếu mà ở trong một cái công ty mà mình mà được đưa ra những cái số liệu và mình bắt là mình phải dự toán những cái năm sau thì cái điều này nó sẽ giúp cho mình. Còn về phần writing, về task 2 thì là nó là đưa cho mình về cái suy nghĩ, cái lập luận khác biệt so với những cái nó đưa ra cho mình hai ý. Thì là ngày xưa em đã từng học TOEFL thì chỉ có mình
người ta khuyên là TOEFL chỉ nên, TOEFL của em IBT người ta khuyên là nên chỉ viết hai kiểu, đó chính là kiểu hoặc đồng ý hoặc là không đồng ý. Nhưng mà ở đây thì còn có một cái khoảng interim ở giữa, nghĩa là một cái khoảng mà mình có thể vừa đồng ý với luận điểm này và cũng vừa có thể luận ý với cái đồng điểm trái ngược lại. Em nghĩ đó là những cái hay ở bên IELTS mà em học được. Bây giờ giả sử như em khuyên một người căn bản tiếng Anh yếu và người đó học IELTS thì em sẽ khuyên cái gì? Giả sử bây giờ em là một người thầy dạy IELTS và em có những học viên yếu thì em sẽ khuyên họ nên học như thế nào? Em nghĩ là cái phần khó nhất của IELTS đó chính là phải sử dụng những cái từ ngữ mà không phải những cái từ ngữ mà đầu tiên là học vì làm văn thì lúc nào cũng phải có làm văn và nói thì lúc nào ngữ pháp cũng rất là quan trọng và bố cục. Nhưng mà em nghĩ là cái phần mà học ở IELTS mà cần chú tâm nhất đó chính là phần từ vựng. Tại vì những cái từ vựng mà bình thường thì là nếu mà đi vào phòng thi mà mình nói cái chữ đó ra thì là giám khảo sẽ không tính điểm. Một vài chữ mà quá bình thường chẳng hạn như là chữ important hay là chữ seriously thì những cái chữ đó thì là giám khảo người ta sẽ không cái tính điểm. Thay vào đó mình phải sử dụng, mình phải biết cái cách để nói những cái từ mà mang tính học thuộc hơn. Và đặc biệt là phải biết sử dụng những cái idiom và những cái cụm từ. Như vậy thì em có thể trả lời cái câu hỏi mọi người hay hỏi là ví dụ như em trình độ căn bản như vậy thì em học IELTS 6 sẽ trong bao lâu? Theo em thì nếu em nhận câu hỏi đó em sẽ trả lời như thế nào? Nghĩ thật ra thì là cái việc học nó là tùy thuộc vào mỗi người thôi. Chứ mình cũng không thể nào có một cái công thức chung mà mình áp mọi người vô được. Chẳng hạn như là nếu mà một người rất là giỏi nhưng mà người ta không chịu học thì là có thể là người ta phải mất một cái thời gian sau người ta mới đạt được cái điểm IELTS của mình mong muốn. Trong khi đó một cái người mà về cái điểm xuất phát của người ta thì người ta không có tốt. Nhưng mà nếu mà người ta mà vẫn cố gắng học thì có thể là người ta sẽ phát triển hơn. Đa số các thí sinh IELTS Việt Nam, nhất là những người tự học á, thường có điểm reading và listening rất là cao, trong khi hai điểm speaking và writing chỉ quanh quẩn 5.5 và 6. Thì em chắc cũng có tự học nhiều. Em có tự học phần nhiều không? Cũng những cái môn khác thì có, nhưng mà riêng anh văn thì em chủ yếu là em học bằng cách là em xem đọc truyện, đọc báo với lại là xem đài. Vậy thì em nghĩ vì sao đa số thí sinh Việt Nam hay yếu điểm viết và điểm nói? Cái lý do khi họ tự học. Em nghĩ á là lý do mà họ viết cái điểm listen và cái điểm read của họ cao, tại vì hai cái môn đó là hai cái điểm mà họ chỉ cần làm những cái đúng theo cái khuôn mẫu của cái bài tập đó là được. Chẳng hạn như là false, true, false, not given, cái đó là người ta chỉ cần đọc thôi. Và những cái mấu chốt của hai bài đó chính là cái thời gian chứ không phải là cái độ khó. Em nghĩ là cái độ khó thì những cái ngược bài cơ bản vẫn có thể làm được, nhưng mà cái điểm speaking và cái điểm writing đó chính là cái speaking thì cần một cái người bên cạnh để nghe. Người ta học tự học một mình, người ta tự speak một mình hay là speak với những cái người mà chưa, giống như là không rõ về IELTS thì là cái speaking của người ta là nó sẽ không có mang cái tính IELTS, cho nên là cái điểm nói của người ta không có. Và trong khi đó thì là cái mấu chốt của cả cái speak và cái writing đó chính là cái ý tưởng. Chẳng hạn như là nếu một cái bài viết nó có bố cục tốt, nó có một cái từ ngữ vận tốt mà ngữ pháp tốt, nhưng mà cái ý tưởng đưa ra nó lại không có hợp logic. Cái này là cái rất là khó với những cái người tự học, tại vì là người, và chủ yếu là nhất là ở nền ở Việt Nam ấy, thì là cái giáo dục là chủ yếu là nói là con người là phải đi giống như là những cái ý tưởng nó lặp đi lặp lại. Trong khi đó là ở IELTS thì cần một cái ý tưởng đột phá hơn, những cái ý tưởng đột phá hơn về những cái vấn đề mà nghiêm trọng hơn của xã hội. Chẳng hạn như là học ở viết bài văn ở Việt Nam thì là sẽ chỉ viết về trong quanh quẩn trong nhà, trong xóm, trong ngõ, gặp bạn bè này kia. Nhưng mà nếu mà mình viết IELTS mình sẽ được đưa ra với những cái vấn đề quan trọng hơn của xã hội, chẳng hạn như là thực phẩm biến đổi gen, vấn đề về tội phạm, vấn đề về đất nước, vấn đề là tại sao những người lại từ bỏ vùng quê để mà lên thành phố, những cái vấn đề chẳng hạn như là ô nhiễm môi trường hay là vấn đề ô nhiễm ánh sáng nữa. Đó là những cái vấn đề rất là nghiêm túc mà bắt buộc cái người học IELTS người ta phải tự tìm tòi, tự nghiên cứu, chứ không thể nào mà cứ rập khuôn theo cái bài mẫu mà làm được. Em nghĩ là sao IELTS lại ra mấy cái đề như vậy? Em nghĩ IELTS nó ra mấy cái đề như vậy để nó bắt buộc là người học trò là người ta phải chịu tìm tòi và nghiên cứu những cái thứ mới lạ hơn.
mà người ta phải bước ra khỏi cái safe zone của người ta. Người ta không thể nào mà cứ suy nghĩ là trong trong khuôn viên, là trong gia đình của mình, trong cái cộng đồng, cái cộng đồng ở làng xã của mình và cái nhà trường của mình và thậm chí là cái quận của mình là tối đa rồi. Nhưng mà trong khi đó IELTS thì lại bắt là người ta phải chịu đọc sách, đọc báo, người ta phải lên internet để người ta tìm ý cho những cái bài mà về những cái vấn đề mà nghiêm túc kia, chẳng hạn như chiến tranh hay là những cái vấn đề mà mình chỉ nghe thấy ở những cái bàn hội đàm thôi, chứ những cái vấn đề này thì những cái người bình dân không khác được. Em nghĩ đó là cái khác biệt giữa một cái người mà đi học IELTS và một cái người bình dân mà biết nói tiếng Anh. Vậy em thấy IELTS có đáng để theo đuổi không? Thời gian học dài tốn kém rất nhiều phí, mỗi lần thi thì 4-7 năm chục, gần 5 triệu. Em nghĩ là IELTS không chỉ là một cái bằng để mà lấy cái điểm cho mình, để mà mình thực hiện một cái mục tiêu nào đó, mà em nghĩ là như em đã nói ở trên thì nó là một cái sự mà kích thích những cái người học, người ta phải đi tìm tòi những cái thứ mới và phải bước ra khỏi cái vùng mà mình người ta gọi là cái vùng an toàn của mình. Rồi vậy bây giờ cái phần chuyên môn về IELTS xong rồi thì hỏi ba câu cuối cùng thôi, có thể sẽ gây bất ngờ cho em. Em nghĩ vì sao thầy mời em nói chuyện trong cái clip này? Em nghĩ là thầy, em nghĩ là trong cái trong thầy thấy được em có một cái sự mà có thể gọi là tự tin, một cái sự mà không có ngại ngùng khi mà đứng trước cái ống quay của thầy, và giống như là một cái người mà có không phải là đủ khả năng về cái mặt nói chuyện, không phải là người có đủ khả năng về chuyên môn, nhưng mà một người có đủ khả năng để mà đứng trước một cái, tại vì em biết là cái này cũng sẽ có sẽ cái ở trên Facebook, nếu mà mình đăng một cái gì đó sẽ có là một bao nhiêu người đó rich, people rich. Em nghĩ là cái bài này cũng sẽ vươn tới được với một cái số lượng người khá là lớn, cho nên là thầy nghĩ là em có thể không có ngại ngần mà em đứng ở đây. Đó là em nghĩ cái động cơ khi thầy làm cái clip này. Rồi vậy thì khi em nhận cái lời mà trả lời cái clip này thì em nghĩ sao mà em nhận lời liền? Em có thường trả lời phỏng vấn trước clip hay ở đâu hay không? Thực ra thì là nếu mà bình thường, nếu mà nhà trường em á, người ta chọn clip thì người ta sẽ chọn những bạn mà có cái khả năng về học thuật cao hơn là những cái bạn có khả năng nói ở trên giao tiếp, cho nên là em vẫn chưa bao giờ mà em được mời đi phỏng vấn bao giờ. Tại vì những cái bạn đó là giống như là top notch, những cái bạn mà thuộc cái tầng lớp elite của nhà trường thì nhà trường sẽ chọn. Em thì không phải một, em không phải là thành viên của cái nhóm đó. Nhưng mà em vẫn thích là đứng ở trên ống kính, tại vì nó bộc lộ ra được những cái mà mình suy nghĩ. Chẳng hạn như là mình ở trước ống kính thì mình rất là khó mình nhái cái gì. Người ta nhìn vào cái ánh mắt của mình và người ta nhìn vào cái suy nghĩ của mình là người ta sẽ biết được. Thật ra cái đó em học ở trong IELTS luôn, cái IELTS nó cũng đã giúp em rất là nhiều thứ. Chỉ có những cái diễn viên, những cái người mà actor và những nhà chính trị tốt, politician, thì người ta mới có thể che giấu những cái cảm xúc thật của mình ở trước ống kính. Còn lại hầu hết những người bình thường chúng mình thì không thể. Vậy cho nên là em nghĩ là em bộc lộ trước ống kính như thế nào thì người ta cũng sẽ hiểu như vậy. Có thể có ý kiến cho rằng là thầy gia cũng chỉ chọn những người nổi bật và xuất chúng để quay clip. Thì em ở trong cái lớp này một tháng nay thấy những người khác quay clip thì em thấy cái nhận định này có đúng không? Không, tại vì là thầy gia chỉ chọn cũng không hẳn là những cái người mà đặc biệt về xuất chúng, nhưng mà hầu hết là thầy lại đưa cho những cái bạn mà ở cái lứa tuổi khoảng cấp 3 cho tới đại học. Chứ em biết là thành cái demography ở trong group lớp mình nó rất là đa dạng. Có thể là nhỏ như là nhỏ từ cấp 3, lớp 10, lớp 11, mà thậm chí là những cái người mà đã có những cái công việc ổn định và thậm chí là cũng đã có vợ có con luôn rồi, có gia đình. Nhưng mà người ta vẫn đi học IELTS vì một cái mục đích riêng và một cái lý tưởng riêng của người ta. Thì là em nghĩ là thầy gia chủ yếu là thầy gia chọn những cái bạn mà ở lứa tuổi sát sát như em để mà cho thấy được cái mục tiêu của cái lớp trẻ. Với lại em nghĩ có một lý do nữa, đó chính là người Việt Nam mình về cơ bản thì người ta rất là ngại ống kính. Tại vì em cũng là một cái người mà hay đi chụp hình. Đây là cái máy ảnh của em. Em biết được là hầu hết là những cái người mà trung niên và những cái người mà thậm chí là những cái người trưởng thành, người ta rất là sợ ống kính vì rất nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như là lý do về riêng tư hay là lý do về người ta sợ bị nói một cái gì đó trên mạng xã hội, sợ bị bạn bè bắt gặp.
ở trên internet, cho nên là người ta bình thường người ta rất là ngại ống kính và người ta rất là ngại phỏng vấn. Trong khi em thì em nghĩ là ở cái trên internet thì em cũng không còn gì để mà che giấu người ta nữa. Tại vì em nổi tiếng lắm hay sao? Dạ. Em rất nổi tiếng hay gì hả? Dạ không. Sao không còn gì che giấu nói? À, không phải em nghĩ là em cũng không có sợ cái môi trường ở trên internet lắm, tại vì em nghĩ là em phải tập thích nghi với nó lâu rồi. Nhưng mà vì sao em lại nghĩ như vậy? À, nghĩ sao? Tức là vì sao em nghĩ là em phải tập thích nghi với nó? Vì sao em phải? Tại vì là cái internet nó giống như là cái xã hội thu nhỏ, mình phải tập quen với nó, adapt với nó, chứ không phải là mình chạy trốn khỏi nó. Cho nên là em nghĩ là cái việc mà ba mẹ em hay là những cái người bạn của em mà thấy ở trên đây là một cái điều cũng đương nhiên. Dạ. Yeah. Em nghĩ là phản ứng của gia đình em hay là người quen nào đó khi coi cái clip này giáp lên thì họ sẽ như thế nào? Em nghĩ là ba mẹ em sẽ rất là vui, tại vì là ba mẹ em thì không có sợ cái việc mà việc cái con mình mà bị được chứ không phải là bị được đưa lên trên mạng, tại vì là ngay cả ba em hay là mẹ em thì cũng đã quen với cái việc mà phải tiếp xúc rồi. Với lại là nghĩ là thế này thì cũng chỉ là đưa cho con mình cái sự tự tin, một cái sự tự tin để mà nó làm tiền đề để cho nó sau này nó đi ra những cái môi trường mà lớn hơn. Em nghĩ chuyện này cũng bình thường. Còn về bạn bè em thì cũng có thể là cũng có những phản ứng này, cũng có những phản ứng, cũng có this, cũng có that, cho nên là em nghĩ là, nhưng mà em nghĩ là sẽ tùy trường hợp mà em phản ứng lại. Cảm ơn em về cuộc trò chuyện rất là thú vị và cũng có thể là cái clip dài nhất từ đó đến giờ luôn. Thì câu hỏi cuối này, khi mà thầy hỏi em vậy thì có câu nào em cảm thấy bị bất ngờ trong những câu hỏi nãy giờ thầy hỏi em? Em nói thật chứ em thấy câu nào cũng bất ngờ hết, tại vì cái này nó không có, thầy chỉ nói là hôm nay quay clip nha rồi em đồng ý vậy thôi. Tại vì cái này nó unsettled và nó cũng thật sự là câu nào cũng bất ngờ với em ấy. Em vẫn chưa chuẩn bị, em nghĩ ra trong đầu thế nào để em nói đây. Phản ứng của em rất là nhanh, sự hoạt ngôn của em cũng rất là tốt nữa. Dạ, cảm ơn. Thầy hy vọng là mọi người xem cái clip này sẽ có nhiều điều để suy ngẫm. Cảm ơn em đã đồng ý trả lời phỏng vấn ha. Dạ, xin.